是教孩子的学问特别节目，con trẻ cần có người thầy tốt. 要有好老师。Tập 2. 第一集。Dạy trẻ điều gì? 教什么? Những trường hợp thất bại trong giáo dục này làm chúng con vô cùng đau lòng. Chúng con suy đi nghĩ lại xem, vì lý do gì tạo thành kết quả này? Chính là hơn 100 năm trước, giá trị quan của phương Tây lan truyền đến phương Đông. Vậy thì những giá trị quan của phương Tây này có nhân luân hay không? Câu hỏi này chúng ta đã từng thỉnh giáo với sư phụ. Sư phụ nói toàn bộ phương Tây, bởi vì sư phụ sống tại Mỹ một khoảng thời gian rất dài, đối với xã hội phương Tây thì hiểu tương đối rõ. Với lại sư phụ còn được rất nhiều trường đại học của phương Tây, họ rất chân thành khẩn thỉnh sư phụ đến làm giáo sư. Có học vị này, sư phụ nói xã hội phương Tây chung quy lại một câu, họ chỉ là có một luân, đó chính là bằng hữu. Chúng ta cùng xem lại triết học sử của phương Tây, chúng ta cùng quan sát xã hội phương Tây, đích thực là như vậy. Không có ngũ luân của văn hóa truyền thống, cái gọi là giáo dục nhân luân họ không có. Nhưng mà không có thì họ dựa vào cái gì để duy trì trong khoảng thời gian dài như vậy? Dựa vào tôn giáo. Phương Tây có tôn giáo, tuy là giữa các nước chiến tranh không ngừng, mà còn dựa vào luật rừng. Ai ăn thịt được ai thì đó chính là người chiến thắng, hoàn toàn là luật rừng. Sao họ vẫn có thể duy trì? Chính là dựa vào tôn giáo. Hiện tại thì tôn giáo cũng suy yếu rồi, cho nên toàn bộ thế giới xuất hiện hiện tượng hỗn loạn. Người Trung Quốc bị tổn thất chính là 100 năm trở lại đây. Nhìn thấy thuyền to súng mạnh, nhìn thấy nắm đấm của họ cứng, có thể đánh, có thể giết. Chúng ta đã dứt bỏ những điều dạy của tổ tông. Từ sau Phục Hưng năm 1919, cuộc vận động ngũ tứ đã lật đổ toàn bộ văn hóa truyền thống. Bởi vì văn hóa truyền thống đều là rác rưởi, gây chướng ngại cho sự phát triển của Trung Quốc, nên đã lật đổ văn hóa truyền thống. Vậy thì đã tạo thành kết quả như thế nào? Hơn 5.000 năm, hơn 10.000 năm truyền thừa xuống những điều xuất sắc nhất của văn minh nhân loại, văn minh Trung Hoa, hiện tại đối mặt chính là bị đoạn tuyệt. Đối mặt với nguy hiểm này, không gia đình nào biết đến văn hóa truyền thống. Chúng ta lại không có những tôn giáo mà tất cả mọi người đều tin tưởng. Không có. Hiện tại chính là không có tín ngưỡng, chỉ tin vào đồng tiền. Kết quả đã xuất hiện rồi. Cho nên mọi người đều nói cổ nhân Trung Quốc lạc hậu, nên dứt bỏ và đánh đổ. Sai rồi. Tôi lấy một thí dụ cho mọi người xem. Tôi nói các vị xem, người hiện đại chúng ta bao gồm cả người phương Tây đều không thể hiểu được trí huệ của cổ nhân Trung Quốc. Nhưng bạn càng nghĩ sẽ càng thấy cao minh. Tôi lấy thí dụ đồng hồ. Các vị xem, đời cuối nhà Thanh, trong hoàng cung có một số đồng hồ do người phương Tây truyền đến, có vẻ như là đồ chơi của người Tây. Những đồ vật này, tôi hỏi mọi người, các vị nói, người xưa của chúng ta không biết phát minh ra đồng hồ sao? Cái đồ vật nhỏ như vậy chẳng có gì cao minh là ghê gớm cả. Vì sao người xưa của chúng ta không làm? Vì sao vậy? Trong này có đại đạo lý. Bởi vậy chúng ta thường hay nói một câu, giữ thời câu tiến. Đây là một câu nói trong sách Chu Dịch. Thời không phải là thời đại. Thời đại loạn rồi, chúng ta đi theo thời đại vậy thì đi sai đường rồi. Mỗi một thời đại không giống nhau là dựa theo phương hướng không giống nhau. Thế thì chẳng phải đi loạn sao? Thời là chỉ thiên thời. Thiên thời vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Một năm bốn mùa các vị xem, không bao giờ đổi. Vạn cổ bất biến, vạn cổ thường tân. Thời, thời tiết chính là giới tự nhiên, chính là theo giới tự nhiên. Tiến không phải tiến lên trước, mà là mỗi ngày của cuộc sống. Hay nói cách khác là con người cần trưởng thành giống như cây cối lớn lên. Chính là ý này. Có vẻ giống như một vật đang tiến lên, thực ra thì không phải, là đang tuần hoàn, giống như đại tự nhiên đang tuần hoàn, sanh lão bệnh tử. Vậy thì giữ thời câu tiến dựa vào điều gì? Dựa vào quan sát đại tự nhiên. Các vị xem, từ xưa đến nay người xưa không phát minh đồng hồ, khiến cho bất kỳ người nào, trên có quân vương, dưới có thường dân, ngày nào cũng phải quan sát sắc mặt của trời. Mấy giờ rồi? Họ nhìn bầu trời, đúng không? Họ quan sát bầu trời. Trời chính là đồng hồ. Thời gian là phải xem sắc mặt của trời. Không những là thời gian mà còn thời vụ. Vì các vị muốn ăn cơm thì phải có lương thực. Lương thực từ đâu ra? Quan sát sắc mặt của ông trời. Không phải là lạc hậu. Nhân thuận thiên mà hành.
Hay nói cách khác, hiện tại người phương Tây nói cái gì? Nông nghiệp hiện đại hóa, liên hợp thu gặt, cả một mảnh đất rộng lớn gần như không cần dùng sức người nữa rồi, dùng máy móc thay thế rồi. Vậy thì các vị đã bao giờ nghĩ đến một ngày máy móc bị hỏng rồi, đại đa số con người trên thế giới này không biết trồng trọt đều có thể chết đói hết. Vì sao vậy? Đời đời tương truyền những bản lĩnh kinh nghiệm trồng trọt, quan sát trời để ăn cơm của con người đều bị đào thải rồi. Nhiều nhất là 200 năm nữa sẽ bị đào thải hết. Bởi vì có máy cày, máy kéo rồi, có máy móc rồi. Máy móc một khi không còn dùng được thì con người sẽ bị diệt vong. Cho nên các chị nên biết, cổ nhân nói với chúng ta, những phương pháp này đều không nên dựa vào bên ngoài, mà nên như thế nào? Nên dựa vào bên trong. Nội tâm kính sợ thiên địa tự nhiên, họ phải ngày ngày đều quan sát. Phát minh đồng hồ thì phiền phức rồi. Phát minh đồng hồ, các chị xem cái đồng hồ này, cầm lên xem mấy giờ rồi, họ liền không quan sát trời nữa, họ liền không quan sát thời gian ở bên ngoài. Hay nói cách khác, giữa con người và tự nhiên là cái đồng hồ nhỏ bé. Các chị đừng nghĩ là nó nhỏ, có phải là ở trên cổ tay mọi người, người nào cũng có một cái. Nó làm đoạn mất quan hệ của mỗi người với đại tự nhiên rồi. Nếu mà các chị nói như vậy thì các chị mới biết lão tổ tông của chúng ta rất là vĩ đại. Mối quan hệ với tự nhiên không lúc nào đứt đoạn. Bởi vậy hiện tại có rất nhiều phụ huynh hồ đồ. Còn chúng tôi có biệt thự, có xe ô tô thể thao, có cái này có cái kia. Đúng, những thứ đó không có nữa thì sao? Họ chưa bao giờ nghĩ đến. Cho nên từ xưa đến nay, nhà nhà đều nói đến phòng tai họa. Trời có mưa gió khó đoán, người có họa phúc sớm chiều. Vậy gia đình các vị bị suy bại, nếu bị thất thế rồi, không còn quyền, không còn thế nữa, đứa trẻ này nhất định sẽ chết đói. Người chết đầu tiên chính là những đứa trẻ trong gia đình giàu có. Vì sao vậy? Vì chúng hoàn toàn dựa vào máy móc kỹ thuật. Những thứ đó nếu một ngày không còn nữa, chúng sẽ chết trước. Cho nên sư phụ thường hay nói, con người còn có ý thức phòng tai họa. Tai họa đến rồi, những đồ vật đó không còn nữa, các vị xem con người sẽ sống thế nào đây? Người ở các thành phố lớn chết nhiều hơn. Vì sao vậy? Vì cuộc sống sung sướng mà, quá phát triển rồi thì sẽ chết trước. Ở nông thôn thì hàng ngày trồng trọt, họ sẽ sống lâu, gió thổi sóng đập đều không sao. Người xưa nói với chúng ta điển tích, sách lịch sử cần phải xem. Lịch sử không có diện mạo như bây giờ. Ở triều đại nào từ xưa đến nay trong ngoài đều không có tai họa. Tai họa một khi đã phát sinh, năng lực chống chọi của con người, năng lực tự tiếp tục sinh tồn không còn nữa. Đây chính là người phương Tây mang đến tai họa cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng còn nhớ lại trong cố cung, chính là dùng dụng cụ đo bóng mặt trời, chính là căn cứ vào sự dịch chuyển của mặt trời, tiếp đó sự biến hóa của cái bóng. Con người căn cứ vào cái bóng đó để phán đoán thời gian. Đồ vật đó vẫn là để theo dõi cái bóng của trời. Chúng không thể tách rời với thiên nhiên. Các chị liền biết dân tộc chúng ta thông minh như vậy, nhất định không làm cái đồ vật này. Đồ vật đó làm cho con người và tự nhiên bị phân cách. Các chị cho rằng đồ vật này thuận tiện rồi. Thuận tiện rồi thì năng lực giảm xuống rồi, bị phân cách với tự nhiên rồi, con người sẽ bị tuyệt chủng. Cho nên thưa thầy, trong tiểu học tập giải thì giảng như thế này: nhiên sở vị giáo giả, phi xuất ư tiên vương chi tứ ý. Chính là không phải ý của bản thân tiên vương. Đó là bởi vì cái thiên hữu thị lý, tiên vương sử thuận kỳ lý. Bởi vì trời có đạo lý nên tiên vương và mọi người thuận theo đạo lý. Nói thiên hữu thị đạo, tiên vương sử hành kỳ đạo. Nhân thiên mệnh chi tự nhiên, vi nhân sự chi đương nhiên, nãi sở vị giáo giả. Cái đoạn mà cô vừa nói thật là quan trọng, nói cho chúng ta biết ngũ luân không phải là một ai đó phát minh, đúng không? Đó là tự nhiên. Cô đi hỏi người nước ngoài thì cũng như vậy. Ngũ luân, cha mẹ với con cái, trưởng bối với hậu bối, phu thê, quân thần cấp trên cấp dưới, sau đó là bằng hữu. Người nước ngoài có không? Có. Cái này là do ai phát minh sáng tạo ra vậy? Năm loại quan hệ này là tự nhiên vốn đã có. Cho nên chúng ta lúc nãy đã lấy một thí dụ. Người xưa đã nói với chúng ta từ xưa đến nay, con người không thể tách khỏi đạo. Con người làm thế nào để không tách khỏi đạo vậy? Ở nhà tuân theo ngũ luân. Đối với giới tự nhiên thì sao? Tuân theo ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín. Nói cách khác, đối với đại tự nhiên cũng phải nhân nghĩa lễ trí tín. Đó là tánh đức của con người. Cho nên con người và tự nhiên có thể đời đời kiếp kiếp, nghìn năm vạn thế hòa hợp cùng nhau. Con người chỉ cần có nhân đức rồi, họ sẽ không những biết cách đối xử với người, họ còn biết cách đối xử với thiên địa.
các vị xem hiện tại con người chà đạp lên tự nhiên như thế nào. Gần như là các nhà khoa học trên toàn thế giới cảnh cáo con người không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Vì sao vậy? Sắp hủy diệt rồi. Vì sao vậy? Sắp sửa hủy hoại giới tự nhiên rồi. Ăn một chút gì, uống một chút gì đều cũng có độc. Đây chính là gì? Nên dạy trẻ điều gì? Ngủ luân kia không ai dạy, luân thường không ai dạy. Tôn giáo của phương Tây bị dứt bỏ rồi. Nói rằng đó là mê tín. Cho nên nói toàn bộ nhân loại thế giới đều ở tại điểm mấu chốt này. Chính là đức không còn nữa. Đạo không ai giảng. Không có ai tuân thủ theo đức nữa rồi. Cho nên các cô sẽ biết dạy cái gì? Các cô liền biết rõ ràng, tuyệt đối không phải là như những lời cô vừa nãy nói. Nói là thánh nhân phát minh. Không phải. Tự nhiên vốn đã có. Cho nên nhân chi sơ tánh bổn thiện, thiên tánh sẵn có. Trong câu đầu tiên của Trung Dung nói như thế nào? Thiên mệnh chi vì tánh, xuất tánh chi vì đạo, tu đạo chi vì giáo. Trong ba câu này, tánh, đạo, giáo nói lên điều gì? Nói lên được nguyên lý, đã nói lên được thiên tánh rồi. Đạo là con đường các vị nên đi. Phương hướng các vị nên đi là đạo. Nói cho các vị phương hướng. Các vị căn cứ vào thiên tánh, thiên mệnh. Các vị có căn cứ mà. Có thứ mà tự nhiên vốn có. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhân tính bổn thiện. Các vị có thứ này không? Không có thì rất khó xử lý rồi. Ai ai cũng có. Phương hướng cũng nói với các vị rồi, cũng đã chỉ đường cho các vị rồi. Sau đó là dạy các vị tánh, đạo, giáo. Tu đạo chi vị giáo. Các vị cần phải đi con đường này. Vậy mới gọi là giáo dục. Dạy điều gì? Dạy tuân thủ thiên tánh, đi theo nhân đạo. Đều ở đâu? Cổ thánh tiên hiền, đệ tử quy, thái thượng cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo kinh. Như vậy không phải đã rõ rồi sao? Cho nên dạy điều gì? Lời mở đầu của Trung Dung nói, người phương Tây không hiểu bộ sách sự suy bại của thời Trung Cổ này. Cái gì có thể hiểu được tôn giáo suy diệt rồi. Thời nghệ thuật phục hưng, mọi người đều biết Leonardo da Vinci. Thời điểm đó nghệ thuật phục hưng, khoa học kỹ thuật hưng thịnh, tư bản chủ nghĩa phát triển. Sau đó con người chỉ biết cái lợi, căn bản là không biết trong tôn giáo có nói luân lý đạo đức. Không còn nói nữa, không nói gì đạo đức nữa. Cách mạng công nghiệp, chúng ta xem cách mạng của nước Pháp, mãi đến sau này nói về dân chủ, nói về khoa học thỉnh gì. Đến Trung Quốc, chính là như lúc nãy tôi vừa nói, hơn 100 năm trở lại đây, người Trung Quốc đã lật đổ những điều này rồi, thừa nhận điều kia rồi. Thừa nhận rồi thì chúng ta cũng bị chịu tội theo họ. Bởi vì con người đều bị vật hóa rồi. Hiện tại như sư phụ nói thì đã vật chất hóa đến cực điểm rồi. Chỉ thừa nhận tiền, không còn tình người nữa. Không có tình người thì con người sắp có thể sống cuộc sống hạnh phúc được chứ? Cho nên một chiếc đồng hồ nhỏ, nó đã làm con người và đại tự nhiên bị phân cách. Các vị xem, kỹ thuật bây giờ đã tạo nên vật chất phong phú, tạo ra rất nhiều sự hưởng thụ. Vậy thì giống như khiến cho cuộc sống của con người, con người vốn sống trong đại tự nhiên, hiện tại con người có vẻ như sống trong một thế giới vật chất mà con người tạo ra, giống như là bị che đậy cách ly khỏi thế giới tự nhiên ở bên ngoài. Vì con người hiện tại sống trong thế giới vật chất, họ khiến cho thế giới tự nhiên ở bên ngoài cũng bị vật chất hóa. Các vị xem, khi phát hiện một ngọn núi, điều đầu tiên con người nghĩ đến là ngọn núi này có khoáng sản, trong núi này có đá granite có thể khai thác. Khi phát hiện một vùng sa mạc thì liền nói trong sa mạc này có mỏ dầu, có khí đốt. Tất cả mọi thứ họ đều là vật chất hóa chúng mà. Kiểu quan niệm này vào thời xưa không hề có. Trong niên đại 50-60, chúng ta đã từng xem những poster tuyên truyền chuyển dòng chảy của sông, khiến núi cao nhường đường. Các vị xem những poster này có ấn tượng rất sâu sắc đối với chúng tôi. Cái gọi là nhân định thắng thiên, con người có thể cải tạo tự nhiên, thay đổi tự nhiên. Trong những poster tuyên truyền đó có dòng chữ vượt Anh đuổi Mỹ, vượt qua nước Anh, vượt qua nước Mỹ, chạy đua với người phương Tây. Vậy thì hỏng rồi. Vì sao vậy? Họ là người như thế nào? Họ lập nghiệp bắt đầu từ hải tặc. Sư phụ thường nói họ là dựa vào tranh giành cướp giật, tước đoạt để làm giàu. Chúng ta có thể đọ với họ được không? Quân tử đọ với tiểu nhân thì phiền phức rồi. Niên đại 50-60, người Trung Quốc đã đi con đường này sai rồi. Nhân định thắng thiên, không phải người nhất định có thể thắng được giới tự nhiên, mà là tâm người an định, sức mạnh ấy có thể vượt qua tự nhiên. Ở đây chính là sức mạnh của nhân tính, chứ không phải là chiến thắng tự nhiên. Các chị đang sống yên ổn thì muốn chiến thắng tự nhiên để làm gì? Các chị nghĩ xem, trước cửa nhà tôi có một ngọn núi, tôi nhất định phải thắng ngọn núi này. Các chị sao lại phải thắng ngọn núi? Con người hiện tại đúng là có làm việc này, chính là san phẳng ngọn núi đó.
Vì sao vậy? Vì ở trong đó có mỏ, họ khai thác mỏ. Cho nên các vị thấy những ông chủ than, ông chủ mỏ, chữ lợi trước mắt, không có gì là không dám làm. Họ chẳng kính sợ gì. Họ căn bản là không biết con người và tự nhiên là không thể tách rời. Không được làm tổn hại tự nhiên. Cái gì làm tổn hại tự nhiên thì các vị tách rời khỏi tự nhiên. Dù là các vị chưa làm tổn hại tự nhiên đến mức độ nào, giới tự nhiên cũng sẽ trừng phạt các vị. Tự nhiên có lực phản tác dụng. Cho nên trong Trung Dung có nói đạo giả giả, bất khả tu du ni giả, khả ly phi đạo giả. Cũng chính là nói mối quan hệ của con người với đại tự nhiên và thiên đạo một giờ một khắc cũng không thể phân ly. Đúng vậy, bởi vì chúng ta xem cải cách mở cửa trong 30 năm trở lại đây, chúng ta hiện tại đã nhận ra tầm quan trọng của văn hóa truyền thống. Bởi vậy mà tại sao trẻ nhỏ, phụ huynh hiện tại đều chạy đến đây học? Tiền không thể giải quyết được vấn đề. Quay trở lại nói, một gia đình, một xã hội, nếu tất cả mọi thứ đều có thể có tiền là xong, thì các cô có thể nói với gia thân quyến thuộc của các cô là không phải việc tốt, là điểm xấu. Vì sao vậy? Không nghe lời cha mẹ, không nghe lời trưởng bối, cũng không nghe lời thầy giáo, cũng không nghe lời lãnh đạo quốc gia. Vì sao vậy? Chỉ có tiền nói mới nghe. Trong tình huống như vậy, gia đình sao có thể không loạn? Xã hội sao có thể không loạn? Vì sao vậy? Không tuân lệnh chính phủ, lời trưởng bối nói không ai nghe, có thể không loạn được không? Vì sao phải nghe lời các vị? Tôi nghe lời đồng tiền, ở đâu có tiền thì tôi đến. Cho nên di dân ra hải ngoại đều chạy ra nước ngoài, tất cả gia đình đều đi, Trung Quốc xếp thứ nhất. Ở đâu có tiền thì đi, không cần tổ quốc của mình. Cái gì mà học văn hóa dân tộc, văn hóa phục hưng, không có căn hệ gì đến tôi. Đây chính là gì? Giá trị quan của phương Tây không có nhân luân, họ không thừa nhận điều này. Sự việc vừa xảy ra ở Đài Loan, rất nhiều sinh viên đại học chiếm giữ viện lập pháp. Tin tức đó chúng ta đã xem rồi. Chúng ta nhìn thấy cảnh tượng rối loạn đó. Ông Mã Anh Cửu cảm khái đã nói đúng một câu: lẽ nào đây chính là sự dân chủ mà Đài Loan muốn có sao? Họ đã sức đầu mẻ trán rồi. Như vậy đâu có giống một xã hội bình thường. Loạn đến tận nhà rồi. Phóng viên đi phỏng vấn sinh viên đại học: các em có biết làm như thế này đem lại những ảnh hưởng tồi tệ cho xã hội không? Làm cho trật tự xã hội bị rối loạn không? Sinh viên đại học nói như thế nào? Các chị xem trên tin tức, đưa tin có nói: cái đó can hệ gì đến chúng tôi? Tôi chỉ nghĩ đến bạn gái của tôi, nghĩ đến công việc tương lai của tôi. Tôi chỉ nghĩ kiếm được bao nhiêu tiền, tôi có thể sống tốt như thế nào. Những cái khác không can hệ gì đến tôi. Nói cách khác, ở đó người nào cũng là tự tư tự lợi. Ai suy nghĩ thay cho thiên hạ đây? Ai suy nghĩ thay cho hòn đảo Đài Loan này? Không có ai. Cái gì mà tấm gương xấu, tất cả đều không can hệ gì đến tôi. Tôi phải được thoải mái trước, tôi phải mãn nguyện trước mới được. Nhưng thí dụ mà lúc nãy các cô đưa ra, thì có đứa trẻ nào mà không có cái giá trị quan này? Các vị làm ông nội bà nội, làm cha mẹ, có dám khiến con cái không hài lòng? Các vị thử xem, 6 tuổi đã làm loạn cả nhà lên rồi, tạo phản rồi. Các vị nói xem, chúng 16 tuổi, 26 tuổi, lúc đó còn không lấy mạng của các vị à? Các vị liền biết không có luân thường. Đây hoàn toàn là quan niệm của phương Tây, chính là cục diện này. Với lại tất cả đều hướng về tiền, thật ra là rất đau khổ. Con đã phát hiện những người họ hàng thân thích của con, họ kiếm được 10.000, họ nhìn người khác có 20.000, lòng tham của họ liền lớn hơn. Họ muốn kiếm được 20.000, họ ở nhà 100 m², họ nhìn người khác ở căn nhà 200 m², họ liền muốn ở căn nhà 200 m² à. Nói cách khác, biệt thự 100 m², họ vẫn cảm thấy khó chịu, đúng không? Bởi vì họ không thỏa mãn. Chúng ta nhất định phải biết, chỉ cần tâm dục vọng bị khởi lên rồi thì như thế nào? Cả cuộc đời này của họ đều sống trong đau khổ. Họ vĩnh viễn không hài lòng. Không phải ghen tị thì là oán hận, không thì là đánh cha mắng mẹ. Làm việc này, đây đều là các vị muốn sao? Cho nên nói tiền không có nhiều ít, nhà không có to nhỏ, xe không có tốt xấu. Văn hóa truyền thống dạy điều gì? Vì chúng tâm thanh tịnh, tâm bình khí hòa, chúng chắc chắn có được hạnh phúc. Bạn xem thời đại của chúng tôi, khi tôi còn nhỏ, xã hội tuy là có vẻ nghèo khổ một chút, chúng tôi huy hồi đó, tôi nhớ một tháng không có ăn thịt. Cuộc sống chính là như vậy. Quần áo của các bạn học đều bị giá, Tết chúng tôi mới được mặc quần áo mới. Buổi chiều 30 Tết tôi nhớ rất rõ, nhưng hạnh phúc, vui vẻ. Tôi hiện tại thường xuyên nhớ đến đều là những sự việc hồi đó. Những việc sau khi đã lớn thì không nhớ đến nhiều. Bạn muốn hỏi gì sao? Lúc đó còn nhỏ, đáng để cho tôi hồi tưởng. Khi bạn nhớ lại tự nhiên lại thấy hạnh phúc. Hồi tưởng lại một lần thì thấy hạnh phúc một lần. Hiện tại bây giờ không có nữa, vật chất vô cùng phong phú. Vậy tại sao không có nữa vậy? Các vị liền biết, con người hạnh phúc, lý tưởng của một đời người không phải là điều này sao?
hạnh phúc vui vẻ, không liên quan gì đến chỉ có hay không có tiền, có nhà to, có xe tốt, không liên quan gì đến vật chất. Đi sai đường rồi. Ngược lại các vị càng đi hướng ngược lại, càng đi tìm danh lợi thì càng đau khổ, các vị càng không có được hạnh phúc. Đây chính là giá trị quan mà trường văn hóa truyền thống muốn dạy cho trẻ nhỏ. Không ham danh lợi, bạn liền có được hạnh phúc. Các cô làm giáo viên dạy văn hóa truyền thống được 5 năm rồi, ta làm tình nguyện 8 năm rồi. Nếu như điều này không mang lại cho chúng ta hạnh phúc vui vẻ, ngày ngày đau khổ đến chết thì cô có làm không? Sư phụ lão nhân gia đã 88 tuổi, không có hạnh phúc, không có bình an, không có cát tường, không có tự tại thì ai làm? Hay nói cách khác, dạy trẻ cái gì có quan hệ trực tiếp đến việc bạn có thể có được những điều đó hay không? Có thể đưa ra một thí dụ rất đơn giản. Gia đình họ hàng của con có rất nhiều tiền, tất cả những nhà hàng ăn ngon đều đã ăn rồi. Hiện tại là như thế nào? Chính là cảm giác chẳng có gì ngon nữa, ăn gì cũng cảm thấy không ngon. Nhưng mọi người trong gia đình con, thí dụ như cha mẹ con, họ ăn chay. Cha của con ngày nào cũng ăn rau cải luộc, cảm thấy rất thích, mà còn cảm thấy cái món này như là món ăn quý giá nhất trong nhân gian vậy. Con chú ý quan sát, cha mẹ con nhất định là rất khỏe mạnh, không chỉ là trong tâm mà thân thể cũng khỏe mạnh. Con lại xem tất cả những nơi có đồ ăn ngon đều đã đi rồi. Con hãy xem đi, không đến 40 tuổi mà bệnh gì cũng có. Đây là điều họ muốn sao? Họ đúng là có tiền, họ đúng là có danh có lợi. Họ sớm đã làm bệnh nhân rồi. Với lại họ hàng của con, họ còn nói đêm thì họ không ngủ được, tóc thường xuyên rụng, ngày nào cũng suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền, làm thế nào để có thêm các hạng mục, kiếm nhiều tiền hơn một chút. Ngày nào trong đầu họ cũng là những điều này, sự nôn nóng không yên này của họ, toàn bộ đều truyền cho con cháu xung quanh. Con của họ muốn học tốt ư? Học không được vì không có tấm gương tốt để noi theo. Cho nên mới nói bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Thế nào gọi là vô hậu? Không có người truyền thừa, đều là bại gia chi tử, muốn học theo tấm gương tốt mà không học được. Chúng con đã từng gặp một cậu bé người Quý Châu 6-7 tuổi gì đó. Lúc cậu bé đó đang viết chữ, không viết nghiêm túc, mẹ liền nói với cậu bé chữ này con phải viết ngay ngắn. Cậu bé lập tức nói với mẹ, mẹ có biết chữ không? Mẹ dựa vào cái gì mà dạy con? Cha con là sinh viên đại học, con chỉ nghe lời cha thôi. Chính là như vậy. Lúc đó chúng con cùng với cha cậu bé cũng biết về tình huống đó. Người cha này nói với chúng con, cảm giác nghe như vậy con một chút dương dương tự đắc, chị xem con cái còn phải để tôi dạy dỗ. Như vậy đứa trẻ này trong tương lai sẽ càng ngày càng ngổ ngược. Có một lần cha mẹ sau khi phê bình xong, cha mẹ đi làm, cậu bé liền dứt tất cả đồ đạc trong nhà xuống đất, điện thoại, đồ trên bàn, uống trà đều dứt để dưới đất. Là không vui mà. Buổi trưa khi cha mẹ đi làm về, nhìn thấy cậu bé vóc người nhỏ bé, vóc dáng rất thấp, đứng trên băng ghế, dẫm lên cái ghế đứng trước cửa sổ. Cha mẹ rất sợ hãi, vội vàng ôm nó lại, không bao giờ dám phê bình nó nữa. Chúng ta nghe câu chuyện này thì thấy, một khi không biết đến đạo đức, vô hữu ngữ giả, nghĩa là nếu không ai giảng nói thì nhà nhà sẽ đều chịu không nổi. Hay nói cách khác, lúc chúng còn nhỏ các vị xem chúng như tổ tông. Tổ tông này không cần phải quá lớn, 6-7 tuổi các vị có chịu được không? Động một chút là chúng đòi chết cho các vị xem. Tại vì sao? Từ xưa cho đến nay, những người thuộc thế hệ của tôi đều chưa từng nghe qua trẻ con dám nói những câu như vậy. Vì sao vậy? Chúng tôi thời đó vẫn còn một chút giáo dục luân thường đạo đức, vẫn còn một chút gia giáo. Sau này thì không còn nữa. Vì sao vậy? Chỉ sanh một con, nhà nào cũng cưng chiều, cái gì mà ngủ luân không còn nữa, bị lật đổ từ sớm rồi. Nên trong tình huống như vậy, trẻ nhỏ không biết kính sợ. Bốn câu đầu của đệ tử Quy dạy chính là phụ tử hữu thân. Luân thường đầu tiên trong ngũ luân mà con cái cần phải làm, đó chính là vô cùng kính sợ. Nếu như các vị không chịu được thì cũng không được, không chịu được cũng phải dạy chúng. Các vị nói tôi chỉ muốn cưng chiều chúng, vì vậy cũng không được. Trừ khi các vị muốn trong tương lai cả nhà đều tự sát. Chúng tôi đã gặp rất nhiều gia đình như vậy rồi. Trên diễn đàn của chúng tôi, các vị xem gia tộc họ đơn đó tàn sát lẫn nhau, những thí dụ như vậy nhiều lắm. Vì sao vậy? Không có giáo dục ngủ luôn. Giữa vợ chồng chính là cuộc chiến giữa cha mẹ. Các vị xem đứa con trai này cười nhạo mẹ, người cha lại còn rất vui, còn rất đắc ý. Vậy còn chưa nghiêm trọng sao? Đầu tiên phải cho nó một cái bạt tai. Dù sao chăng nữa 6-7 tuổi là muộn rồi. Chính như lúc nãy các cô nói, lúc còn sơ sinh chúng chỉ cần dám thô lỗ với trưởng bối, cái gì cần phải trách mắng chúng. Cái gì nói còn nhỏ như vậy thì hiểu cái gì? Hiểu hết. Vậy thì 6-7 tuổi chúng cái gì cũng biết rồi. Khi còn nhỏ, khi còn sơ sinh, cái gì đã dạy ngỗ ngược cho chúng. Khi chúng lớn thì chúng là một quái vật, chính là một súc sanh. Khắp nơi nhà nhà hầu như đều phải chịu khổ nạn này.
Trẻ nhỏ không thể dạy dỗ, học sinh không thể giáo dục. Nguyên nhân do đâu? Không còn ngủ luôn nữa. Cho nên giáo dục cái gì? Các vị nói giáo dục điều gì? Các vị tự nói xem có khả năng đến mấy. Đây gọi là khả năng sao? Như vậy thì có ý nghĩa gì? Mới có 6 tuổi mà đã dám chỉ tay mắng cha mẹ. Các người hiểu cái gì? Cho nên cổ nhân nói cho chúng ta, ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức, đây chính là bảo đảm sự bình an, hạnh phúc của một xã hội quốc gia. Nhỏ là một gia đình, thậm chí là một người. Làm trái ngược với điều này đều không được. Cho nên có những phụ huynh đến tìm các cô, các vị ở đây dạy điều gì? Các cô nói cho họ tất cả những nội dung giáo dục này chính là quay xung quanh chữ đức, những cái khác không quan trọng, đây mới là căn bản. Sau đó mới dạy những điều khác. Những điều khác không quan trọng, đây là căn bản. Nếu như phụ huynh con cái họ muốn một món đồ, mà món đồ đó là trái ngược với ngũ luân, hoặc có thể nói là nằm ngoài ngũ luân. Cái gì gọi là nằm ngoài ngũ luân? Cạnh tranh, tranh lợi, tất cả những điều này, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, dâm, đây đều là không có trong ngũ luân. Các vị muốn có những điều này, ở đây chúng tôi không có. Các vị dạy những cái này, các vị phải nhận trách nhiệm nhân quả. Nguy rồi, các vị đã hủy hoại một con người rồi. Phụ huynh đó còn rất vui mừng, con tôi cái này cũng biết, cái kia cũng biết, trong đó có sự pha trộn nặng nề của tham sân si mạng dâm, danh văn lợi dưỡng, vậy thì hỏng rồi. Cho nên dạy cái gì chứ tuyệt đối không được dạy cái này. Ở đây chúng ta nên hiểu rõ, ngũ luân đều là hướng ngoại. Nói cha mẹ nhất định là nhầm vào con cái, các chị có biết làm cha mẹ không? Đó là nhầm vào con cái. Không biết là con cái phải đưa tôi bao nhiêu tiền thì tôi mới yêu nó, không có chuyện đó. Nói con cái nhất định phải là vô điều kiện để hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ dạy phải kính nghe, mở ngoặc điều kiện này, điều kiện kia, điều đó không có. Cung kính vô điều kiện, đó chính là tự tánh vốn có của con người. Không có điều kiện, một khi đã có điều kiện thì chính là làm trái với tự tánh, bẻ cong rồi. Điều thứ hai, lớn nhỏ có thứ tự. Bạn đối đãi với trưởng bối thế nào? Trưởng bối đối đãi với hậu bối ra sao? Điều thứ ba, phu phụ hữu biệt, nam nữ vợ chồng đối xử với đối phương thế nào? Điều thứ tư, cấp dưới đối xử với cấp trên thế nào? Cấp trên đối đãi với cấp dưới như thế nào? Quân thần. Điều thứ năm là bằng hữu có tín giữa bạn bè với nhau. Các vị xem đều là nói về các vị nên đối xử với người khác như thế nào, không phải là người khác đối xử với các vị như thế nào. Vì giáo dục hiện đại gặp phiền phức ở chỗ nào là không những không biết ngũ luân mà còn làm ngược lại với ngũ luân. Chính là các vị đều nên đối xử với tôi thế nào, đúng không? Ông nội làm thế này không đúng, tự mình tát mình, chính là thí dụ lúc nãy cô đã lấy. Phụ huynh không biết làm phụ huynh, quả là gia đình con cái sẽ không biết làm con cái. Gia đình này loạn chính là không biết thế nào là nhân đức, bắt đầu không biết ngũ luân. Cho nên quan hệ giữa con người với con người, mối quan hệ bình thường là thông qua những luân thường này. Chính là như lúc nãy thầy vừa nói, chúng ta nên tận bổn phận như thế nào để duy trì. Vì hiện tại không còn những bổn phận này nữa, vì thì dựa vào những gì thầy vừa nói như ham muốn hưởng thụ vật chất, dùng vật chất để duy trì. Cho nên giữa con người với con người trở thành mối quan hệ vật chất. Thầy nói cho con biết không duy trì được. Đúng, không thể duy trì được. Chúng con đã từng gặp một người cha, anh ấy đem đứa con của anh ấy đến học tại trường của chúng con. Vì thì con hỏi anh, anh có hiểu gì văn hóa truyền thống không? Anh nói tôi không hiểu, tôi cũng không học Phật, nhưng tôi biết các cô ở đây dạy hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Con nói vậy tại sao anh lại nghĩ điều này quan trọng? Anh ấy nói là anh có một đứa con trai lớn. Đứa con trai đó năm nay đã tốt nghiệp đại học rồi, đã đi làm rồi. Trước khi nó 7-8 tuổi, tôi luôn nghĩ nó rất tốt, cũng rất thông minh, với lại cảm thấy nó là con trai tôi. Nhưng sau khi 7-8 tuổi, tôi liền phát hiện nó không phải là con trai tôi nữa rồi. Chính là tôi đã mất đứa con này rồi. Con nói sao lại như vậy? Anh ấy nói sau khi 7-8 tuổi, nó ngày nào cũng chỉ muốn ra ngoài đi chơi. Nó muốn đi chơi trò chơi của nó, tìm bạn của nó. Càng lớn nó lại càng không nghĩ cho gia đình, cũng không quan tâm cha mẹ. Đợi đến khi lên đại học thì trong tâm của nó hoàn toàn không còn có cha mẹ nữa rồi. Con hỏi hiện tại thì sao? Anh ấy nói bây giờ nó đi làm rồi. Con nói nó cuối cùng cũng nên hiếu dưỡng cha mẹ rồi chứ. Anh ấy nói không, hết tiền nó sẽ đến tìm tôi. Còn tiền thì đến gọi điện thoại cũng không thèm gọi. Anh ấy nói cảm giác là như chưa bao giờ sinh ra đứa con này. Cho nên anh ấy nói là bất luận thế nào, đứa con trai này của tôi không được giống như đứa trẻ đầu. Chúng ta nghe thấy, tuyệt đối không phải ý cha mẹ tham muốn, tham cầu gì ở con cái. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều bậc cha mẹ lúc lâm nguy không sợ hãi, hy sinh thân mình vì con, cứu con. Họ gần như cái chết cũng không sợ. Lẽ nào họ lại thèm muốn ít tiền của bạn? Không phải vậy đâu. Họ thực sự là đã quá buồn, quá đau khổ rồi. Quay trở lại mà nói, chúng như vậy không phải là người, ít nhất là không có tình người. Họ biết một đời của chúng nhất định sẽ không tốt, đi đến đâu cũng bị mọi người xem thường. Vì sao vậy? Vì đến cha mẹ mình cũng không yêu thương, ai còn dám đến gần chúng chứ? Ai dám gả cho chúng?
ai dám kết hôn với chúng? Quay trở lại mà nói, những đứa con mà chúng dạy dỗ liệu có tốt được không? Cho nên đây thuộc về một loại bản năng, không muốn hại cái đứa con trai thứ hai. Anh ấy không phải là tham muốn điều gì, thất bại rồi. Nhưng nói ngược lại, đứa con trai này của anh có thể sửa lại không? Không được rồi. Dân tộc chúng ta trẻ nhỏ của từng thời đại đều được dạy dỗ như thế nào, chúng ta đều quá rõ ràng. Chúng ta có nên dẫm lên vết xe đổ không? Cho nên dạy trẻ cái gì tuyệt đối không phải là vấn đề mà trường văn hóa truyền thống phải đối mặt. Nhà nhà đều đang tồn tại vấn đề này. Đến gia đình các vị còn loạn đến mức này, chúng đến nhân luôn đều không biết, đến cha mẹ chúng còn không yêu. Các vị cho chúng học cầm kỳ thi họa, tốt nghiệp đại học, đi du học có tác dụng gì không? Chúng ích kỷ như vậy, tất cả những điều này đều trở thành công cụ để mà chúng hại người khác, hại chính mình. Trong quan hệ ngũ luân nói đều là về bổn phận. Người làm cha nên như thế nào với con cái, làm con cái thì nên như thế nào với cha mẹ. Ở trong đó bất kỳ một loại thân phận nào đều không nói đến bản thân, tất cả đều là tận nghĩa vụ, tận bổn phận. Tôi nên làm thế nào mà không có bất kỳ điều kiện gì. Nói cách khác chính là không vụ lợi. Đặc điểm của ngũ luân chính là không vụ lợi, không có chính mình. Cho nên người Trung Quốc khi tạo ra chữ, các chị xem tổ tiên tạo ra chữ, họ vô cùng có trí huệ. Nói đến chữ tôi này nghĩa là gì? Trong thuyết văn giải tự, tôi chính là thí thân tự vị giả, gọi là tôi. Nghĩa của từ thí chính là cho, nghĩa là đặt, đặt bản thân mình vào trong tất cả mọi người, trắc thân ư chúng, như vậy mới gọi là tôi. Cũng chính là nói không có một tôi độc lập. Nói đây chính là tôi, từ này không có ý như vậy, mà là nói trong mọi người mới có khái niệm về tôi. Bản thân tự xưng bản thân là tôi. Hiện tại không xem trọng điều này. Văn hóa truyền thống không người giảng nói. Sư phụ thường nói nhất định phải bắt đầu từ thuyết văn giải tự, bắt đầu từ huấn cổ, từ tiểu học, từ văn ngôn văn, thì chúng ta mới hiểu được sự vĩ đại của tổ tiên chúng ta. Chỉ một từ, cô xem lúc nãy cô vừa nói từ tôi này, lúc nào thì nói tôi, khi đối với đại chúng mới nói tôi, không có đại chúng thì không có tôi. Các vị xem, tôi tồn tại trên cơ sở đại chúng. Đây là giáo dục nhân đạo nhân tính. Không có đại chúng thì lấy đâu ra tôi? Quay ngược lại nói, không có cha mẹ, không có trưởng ấu, không có ngũ luân thì sẽ không có tôi. Ý nghĩa sâu sắc hơn nữa là gì? Các vị xem phần chú giải của từ tôi. Thí thân tự vị giả. Tự vị là bản thân, xưng hô. Thí thân là gì? Đem thân thể của mình bố thí đi. Nói cách khác là buông xuống, buông cái tôi này xuống, các vị mới có thể có được một cái tôi thật sự. Cho nên trên kinh Phật có nói là quả đức của Phật Bồ Tát, quả đức của Thánh Hiền là thường lạc ngã tịnh. Trong đó cũng có một từ tôi. Tôi đó mới là chân thật là tôi, nghĩa là tự tại, nghĩa là có thể làm chủ được. Cái gì làm thế nào để làm được? Thí thân, đem thân thể của mình bố thí đi. Nói cách khác, buông cái thân thể của các vị xuống, các vị sẽ đắc được đạo quả. Giáo dục Thánh Hiền thật là vô cùng tuyệt vời. Giáo dục Thánh Hiền biết là tự tánh là cái tôi chân thật, thân thể hiện tại là cái tôi giả. Các vị nói dạy cái gì? Văn hóa truyền thống chính là dạy điều này, khiến các vị đặt tự tư tự lợi xuống, đặt cái tôi xuống. Ngủ luôn chính là dạy điều này. Mỗi ý niệm của các vị đều là nghĩ đến cha mẹ trưởng bối, phu phụ, nghĩ đến đối phương, lãnh đạo, bằng hữu. Trong ngủ luôn bao giờ cũng nghĩ đến người khác. Mọi người đều đặt câu hỏi này: thầy ngày nào cũng dạy con của tôi những điều này, con của tôi học rồi trở thành như thế nào? Con của các vị cuối cùng sẽ trở thành thánh, thành hiền, thành Phật Bồ Tát. Vì sao vậy? Những vị thánh hiền Phật Bồ Tát đều không có cái tôi. Chúng tôi chính là dạy điều này. Nếu dạy tự tư tự lợi, trường văn hóa truyền thống không dạy. Điều đó không phù hợp với định nghĩa của tôi. Chỉ một từ này thôi để diễn tả kinh Phật một cách thấu đáo. Các vị nói tổ tiên của chúng ta tạo chữ là người có thân phận như thế nào? Sư phụ thường nói Phật Bồ Tát tái thế. Rốt cuộc thì trí huệ viên mãn đều ở văn hóa truyền thống. Cho nên trong hiếu kinh có nói thân thể tóc da có được là từ cha mẹ. Chính là nói chúng ta thường xuyên vì thân thể của mình làm rất nhiều việc, thỏa mãn dục vọng của nó. Nhưng thân thể có phải là của chính mình không? Cái thân thể này, các vị xem câu nói thân thể tóc da, mỗi một tấc da của các vị, mỗi một sợi tóc của các vị đều là xương máu của cha mẹ. Cho nên không có một cái tôi tồn tại.
Vì theo thân thể của cha mẹ là xương máu của ông bà, ở đâu có cái tôi cá nhân chứ? Cho nên nói tổ tiên cùng con cháu muôn đời sau chính là một sinh mạng, chính là một thể. Bạn xem chữ hiếu viết như thế nào. Ở trên là chữ lão, đây là sư phụ dạy cho chúng ta. Phía dưới là chữ tử. Chữ lão ở trên vô cùng vô tận, ở dưới vô cùng vô tận, hợp cùng với nhau chính là chữ hiếu. Chúng là một thể, lão và tử hợp lại cùng nhau, đó chính là chữ hiếu. Thiếu một thế hệ thì không thể hiếu, bắt buộc phải đủ. Thưa thầy, chúng con trong tiểu học đọc giải cũng nhìn thấy Chu Phu Tử có một câu nói như thế này. Ông nói vi nhân tử xuất tất cáo, phản tất diện. Tiếp đó vi nhân tử phụ mẫu tại bất viễn du. Sau đó Trương Bá Hành tiên sinh liền chú giải là: tại vì sao lại đi phải thưa về phải trình, tại vì sao lại cha mẹ còn chớ đi xa. Ông liền giảng phận làm con phải niệm niệm đều nghĩ đến cha mẹ của mình. Nếu người con đi ra ngoài rồi, vậy ba mẹ sẽ ngồi bên cửa sổ trông chờ con bao giờ mới về. Bởi vậy sau khi con trở về, cần phải ngay lập tức nói với cha mẹ của mình: con về rồi ạ. Cha mẹ liền yên tâm. Bao gồm cả việc cha mẹ con chớ đi xa cũng là như vậy. Chính là bảo con người cần buông xả chính mình xuống, mỗi niệm đều nghĩ đến cha mẹ. Đúng vậy, đó chính là trọng tâm tinh thần của giáo dục ngũ luân. Không có chính mình, ngũ luân không có bản thân mình trong đó. Lúc nãy cô có nói đến thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, không dám tổn hại, quý trọng sợ cha mẹ đau lòng. Câu đó hợp lại với nhau chính là một chữ của Trung Quốc. Chữ nào vậy? Dư. Chữ dư này vào thời xưa chính là xưng hô bản thân, tôi như thế nào như thế nào. Nói về bản thân, tại vì sao lại dùng từ dư? Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ. Cái thân thể này của tôi là của cha mẹ dư ra để lại cho tôi, là máu thịt dư ra để lại cho tôi. Cha mẹ các vị không còn nữa, con cái nhà ai đây? Bạn xem nghĩa của từ dư xuất hiện rồi. Cho nên dư là đối với cha mẹ mà xưng hô, ngã là đối với đại chúng mà xưng hô. Ngã là cách xưng hô chính mình, còn xưng hô là dư. Còn có cách gọi là giữ, giữ trong cấp giữ. Đúng vậy. Cho nên đã biết thân thể cũng không phải là của chính mình, vậy thì cũng không có khái niệm chính mình ở đâu. Vậy thì nói đến chính mình làm gì? Chữ giữ này, giữ là cấp giữ, nghĩa chính là dành cho, tặng cho. Vậy thì nếu muốn nói đến tôi, đó chính là đem cái tôi cho đi, cũng chính là nói chính mình vì người khác phục vụ, chính là nghĩa này. Chỉ một chữ này đã nói một cách thấu đáo về chữ tôi. Các vị đến với cuộc sống này, kiếp này để làm gì? Để cống hiến. Các vị xem giáo dục thánh hiền dạy những gì? Buông xuống tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, bao gồm cả những gì các câu nói về tiền tài, buông xuống đều không phải là gì chính mình. Trong phần khai tông minh nghĩa, đem những điều này đặt ở câu đầu tiên, tiết học đầu tiên. Hy vọng mọi người có thể hiểu được. Đây chính là tôn chỉ cốt lõi của thánh hiền dạy cho chúng ta. Bởi vì sao vậy? Bởi nhân sinh vốn là không có tự tư, không có điều này, không có tham sân si mạng nghi. Bạn cho những điều này vào trong là làm trái với nhân sinh. Sau khi trưởng thành nhất định là không được như ý. Con cái không như ý, các vị làm cha mẹ cũng sẽ không được như ý. Đây gọi là tuân thủ thiên đạo. Thiên đạo là gì? Thiên vô tư phú, địa vô tư tải. Thiên địa vốn vô tư, cho nên con người nên làm theo thiên địa. Đó gọi là đạo, đó gọi là đức. Cho nên mỗi người đều thực hành ngũ luân, đều biết nghĩ cho đối phương. Như vậy sẽ không có tranh chấp, sẽ hòa hợp. Cuối cùng chính là như lúc nãy thầy nói, sẽ có được tự bình trong mạnh tử. Đúng. Bình từ xưa đến nay, gia đình, xã hội, dân tộc, quốc gia, người người đều khao khát thiên hạ thái bình. Nhân tâm điều bình, thiên hạ công bằng, hòa hợp. Làm thế nào để thực hiện? Muốn cho thiên hạ bình, đầu tiên phải trị quốc. Muốn trị quốc thì trước tiên phải tề gia, nhà nhà đều chỉnh tề rồi. Thế nào là chỉnh tề? Phụ phụ tử tử mới được gọi là chỉnh tề. Cha mẹ không ra cha mẹ, nhất định con cái sẽ không ra con cái. Sau đó thì như thế nào? Nhất định là vua không ra vua, thần không ra thần. Cho nên ở Hồng Kông có một lần chúng tôi đi thăm sư phụ, chúng tôi đã xúc động. Hiện tại lãnh đạo làm quan không ra làm quan, làm cấp dưới không ra cấp dưới, vua không ra vua, thần không ra thần. Sư phụ liền cười. Nguyên nhân do đâu? Bởi vì cha không ra cha, con không ra con, giáo dục siêu vẹo từ nhỏ. Chính là sai, không làm được ngũ luân mà. Không làm được thì cuối cùng sẽ như thế nào? Các vị muốn thiên hạ thái bình, vậy làm thế nào để thực hiện? Làm thế nào để gia đình hòa hợp? Không có nền tảng căn bản, không giảng đạo lý, ngày nào cũng nhìn quả trên cây, ngày nào cũng ngưỡng mộ, vậy tại sao không đi trồng từ hạt giống? Tại sao không đi cày cấy? Cho nên tiết học đầu tiên chúng ta nói thấu đáo điều này rồi. Dạy trẻ điều gì? Dạy ăn thủ bổn phận.
an thủ bổn phận ở đâu? Ngũ luân làm được điều này, phụ tử hữu thân, không được phụ tử hữu tiền. Tưởng ấu hữu tử, hiện tại đều là nhìn vào tiền. Đó chính là nguyên nhân khiến đại loạn. Bởi vậy thầy xem trong đệ tử quy phần đầu tiên nhập tắc hiếu, nói chính là phụ tử hữu thân. Vì trong phụ tử hữu thân thì làm thế nào khiến cho đứa trẻ không ích kỷ với cha mẹ? Chính là chúng không tự tư. Thầy xem trong đó nói là con cái đối với cha mẹ không được có tư tâm. Thầy xem là vật tuy nhỏ chớ cất riêng, con cái không được có tư tâm, không được tự hành, con cái không được tự ý đi làm việc. Việc tuy nhỏ chớ tự làm, không được tự ý, chính là cha mẹ thích chốc lòng làm. Tất cả những sở thích của con cái cũng là dựa trên sở thích của cha mẹ làm trọng. Bởi vậy không có tư tâm, không có tư hành, không có tư ý, người này sẽ từ từ không còn ý niệm tự tư nữa, bắt đầu từ phụ tử hữu thân. Đệ tử quy câu đầu tiên, cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ lập biến, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận, nói bốn lần về cha mẹ là trời, nghĩa này đã xuất hiện rồi. Vì có một số phụ huynh hoặc trẻ nhỏ liền hỏi, sao ở đây lại không có tôi, không có các vị? Không có tôi mới là chân lý, như vậy mới gần với tự tánh, như vậy mới có thể gìn giữ được sự thuần tịnh, thuần thiện của nhân chi sơ tánh bổn thiện. Đây chính là giáo dục của tự tánh. Một khi đã có tôi, được rồi, đó chính là khởi đầu của mâu thuẫn, tranh chấp đấu tranh, tranh một sống một chết. Cho nên văn hóa truyền thống tổng quát lại bằng một câu cuối cùng là gì? Vô tư. Các cô là những giáo viên chủ nhiệm không có lương, làm tình nguyện, tuổi còn rất trẻ, cống hiến tuổi thanh xuân của mình ở đây, cả cuộc đời đi trên con đường này, cung kính nghe lời dạy của sư phụ. Dạy như thế nào là như thế, là một người học trò tốt, một tấm gương tốt, thầm lặng không ai biết đến, không có danh văn lợi dưỡng, ngày nào cũng chịu khổ, chịu cực. Đây là chính mắt thầy nhìn thấy. Đây chính là gì? Làm thế nào để làm một tấm gương tốt giáo dục học sinh? Học sinh nhìn thấy rồi, chúng nhìn thấy sự giáo dục vô tư rồi. Hiện tại trong gia đình, ngoài xã hội, trong nhà trường, học sinh không nhìn thấy, cũng không nghe thấy những điều này, thì chúng tốt như thế nào được? Vô tư như thế nào được? Vậy thì có người sẽ hỏi, vô tư thì liệu có bị chịu thiệt, bị lừa, chịu khổ, một đời nghèo khó không? Không thể nào. Lúc nãy các cô lấy một thí dụ, Trương Bá Hành là một vị quan lớn, Trần Hoằng Mưu tiên sinh cũng là một vị quan lớn, đều là quan chức cao. Chúng ta nhất định phải biết, đọc sách chí tại thánh hiền, chứ không tại công danh lợi lộc. Nếu như nói là các vị đi theo con đường đó, vậy thì những đứa trẻ được giáo dục ra nhất định là tự tư tự lợi, đối với gia đình, đối với xã hội không có lợi ích gì. Cho nên nói chúng ta cũng cần phải nói với phụ huynh, văn hóa truyền thống không nhạt nhẽo, khó nuốt, không phải là những thứ xa rời cuộc sống thực tế, không phải vậy. Chúng ta ở trường đều dạy cho trẻ nhỏ học tốt câu trong đệ tử quy. Đó là câu nào cha mẹ thích dốc lòng làm. Không những đối với cha mẹ, mà còn họ hàng trong gia đình, hàng xóm xung quanh, thậm chí là tất cả mọi người trong xã hội. Những người này đều cần điều gì, chúng đều có thể làm được cho họ, gọi là cha mẹ thích dốc lòng làm. Cha mẹ ghét cẩn thận bỏ, điều mà mọi người không thích, chúng đều có thể vì mọi người mà từ bỏ. Vậy chúng có thể xá minh di người. Dân tộc chúng ta chính là dựa vào những người tài trụ cột như vậy, mới có thể trường tồn đến ngày hôm nay, một sự việc vĩ đại vô cùng. Cho nên chúng ta biết, đây là sự viên mãn rốt ráo đối với sự giáo dục, sự dạy bảo của bậc chí thánh. Những phụ huynh nào, những gia đình nào có thể phát tâm, thì sự phục hưng của dân tộc chúng ta có thể cứu rồi, tuyệt đối có thể thực hiện được ở thế hệ chúng ta bây giờ. Bởi vì mọi người chúng ta nghe hiểu rồi, tôi đồng ý cho con cái của tôi đi theo con đường này, sau này chúng có thể sẽ có công danh lợi lộc, nhưng đó chỉ là thứ yếu. Điều mà chúng ta muốn là gì? Là chúng có thể trở thành một con người quân tử vô tư, thành thánh thành hiền. Như vậy thì báo cáo của chúng tôi ngày hôm nay là tiết đầu tiên chúng tôi báo cáo cho mọi người xem, như là đã đạt được mục đích này rồi. Chúng tôi đã nói rõ những điều này rồi. Hy vọng tất cả mọi người khắp trong thiên hạ có thể có những người phát tâm như vậy, nên những đứa trẻ của mình cống hiến cho sự nghiệp phục hưng văn hóa truyền thống, sự nghiệp vĩ đại đi trên con đường này. Chúng tôi tin người có nguyện thiện lành, ông trời ắt phù hộ,
nhất định có thể hiện thực hóa phục hưng dân tộc chúng ta. Ngày nào đó văn hóa truyền thống sẽ rọi sáng dưới vòm trời thiên hạ. Chúng con đã hiểu cần dạy trẻ điều gì rồi. Vẫn còn một câu hỏi nữa, đó là ai sẽ dạy? Có những phụ huynh sau khi đến trường liền hỏi con, trường của các cô có những thầy giáo nào? Câu hỏi này của họ là có ý gì? Chính là trường của các cô có những vị thầy giáo nổi tiếng nào? Ngoài ra họ còn cân nhắc những vị thầy giáo này có học lực hay không? Có phải là tốt nghiệp tiến sĩ không? Có phải là đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh? Họ dùng những tiêu chuẩn như vậy để đánh giá người thầy này tốt hay không ạ? Chúng ta hôm nay nếu như thật hiểu tiết học này, tôi tin là các phụ huynh sẽ không còn hỏi câu hỏi như vậy nữa. Nếu như các vị tìm người tốt nghiệp tiến sĩ, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, trong xã hội rất nhiều, có gì việc gì phải tìm đến trường văn hóa truyền thống. Hay nói cách khác, người thầy văn hóa truyền thống cũng sẽ không xem những cái đó làm căn bản. Vì sao vậy? Những vị tiến sĩ, thạc sĩ được giáo dục từ những trường danh tiếng không có quan hệ gì với giáo dục thánh hiền. Vậy là gì? Đó đều là truyền thụ tri thức, truyền thụ kỹ năng, không liên quan đến trí huệ, đến đức hạnh. Cái gì thử hỏi họ xem, họ đều chưa được học những điều này, họ có biết thế nào là đức hạnh? Không biết. Ngũ luân, ngũ luân là gì? Bạn nói nên làm thế nào? Cho nên chúng ta đều biết đời người đều cần có một vị thầy tốt. Người thầy giáo tốt ở đâu? Bắt đầu từ thế hệ của chúng ta, cần phải bắt đầu phát tâm làm. Các vị trông chờ vào người khác là không thể, cho nên cần phải có người biết rõ giá trị. Sư phụ thường nói, con dựa vào điều gì để khiến mọi người tin? Hãy bồi dưỡng tốt những đứa trẻ, để cho họ nhìn thấy đệ tử quy sống đã được làm ra, họ hiểu ra thánh hiền chính ngay trước mắt. Cho nên hiện tại cái gì cũng không có tác dụng, có tiếng tâm hay không cũng chỉ là thứ yếu. Các chị nói các chị có đức hạnh, họ không hiểu đức hạnh, vậy chẳng phải là con cóc sao? Không có tác dụng. Cho nên nhất định phải đưa ra thành quả. Vì lẽ đó tiết mục kỳ này của chúng tôi hy vọng là tung gạch nhữ ngọc, hy vọng càng nhiều trường học có thể bồi dưỡng ra thầy giáo tốt. Lý luận phương pháp đều là một, tất cả đều là một. Cái này không phải ai phát minh sáng tạo ra, gọi là thiên đạo. Ngũ luân là thiên đạo, khiến cho học sinh đều an thủ bổn phận. Nhất định phải ghi nhớ trong dạy học, trong học tập, không có đạo là không được. Đạo là gì? Đạo chính là ngũ luân, ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín. Nếu không có những điều này, trong truyền đạo thụ nghiệp giải nghi hoặc, thì truyền đạo đứng đầu tiên. Nếu điều này mà không có thì không phải là thầy giáo rồi, huống gì là thầy tốt. Đạo của bạn ở đâu? Nhân đạo của nhân sinh, thiên đạo mà đời đời tương truyền. Các vị đều không nói, đều dạy những kiến thức kỹ năng. Hơn nữa giá trị quan của phương Tây xen tạp trộn lẫn ở trong danh văn lời dưỡng, dạy cho mọi người sự ích kỷ, khuyến khích mọi người đua tranh tăng trưởng sự tư lợi, dục vọng của họ. Vậy là các vị đã làm trái với thánh hiền, dạy sai con cái nhà người. Cho nên để chọn thầy giáo, tiết mục sau của chúng ta sẽ giảng đạo thầy trò. Chúng ta nhất định phải xem. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.